Người hâm mộ Chelsea chỉ trích tiền đạo Kai Havertz trên mạng xã hội bởi tuyển thủ Đức có hành động đặt tay lên miệng ám chỉ cổ động viên đội chủ nhà nên im lặng sau khi dứt điểm tung lưới The Blue trong hiệp 1. Pha bóng của Havertz sau đó không được trọng tài công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. Người hâm mộ The Blue cho rằng Havertz có hành động thiếu tôn trọng đội bóng cũ và việc khiêu khích người hâm mộ trên sân Stamford Bridge là không cần thiết. Havertz khiêu khích và ám chỉ người hâm mộ Chelsea im lặng trong khi họ từng ủng hộ màn trình diễn tệ hại của anh ấy trong một thời gian dài, một cổ động viên Chelsea nói. Điều đó thật là buồn cười. Song, cũng không ít người hâm mộ trung lập cho rằng ngay khi còn ở Chelsea, Havertz đã bị cổ động viên đội bóng này chỉ trích rất nhiều, nên việc tuyển thủ người Đức sẵn sàng ăn mừng khi ghi bàn là điều dễ hiểu. Trước đó, hồi tháng 4, Havertz có pha ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi hai bàn thắng trong chiến thắng 5-0 của Arsenal trước đội bóng cũ. Ngay khi ghi bàn vào lưới Chelsea, anh liền chạy đến góc sân và thực hiện pha ăn mừng bằng cách đưa tay lên tay mình. Nhưng đó không phải là hành động khiêu khích đội bóng cũ. Havertz không đề cập gì đến người hâm mộ Chelsea. Bản hợp đồng trị giá 65 triệu bảng từ Chelsea khi đó giải thích rằng anh đơn giản chỉ muốn có pha ăn mừng độc đáo. Tiền đạo Kai Havertz của Arsenal bị chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ Chelsea sau khi ăn mừng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ. Hành động đặt tay lên miệng của Havertz được cho là ám chỉ cổ động viên Chelsea im lặng sau khi anh ghi bàn trong hiệp 1. Tuy nhiên, pha bóng của Havertz bị trọng tài từ chối vì lỗi việt vị. Nhiều người hâm mộ Chelsea cho rằng Havertz thiếu tôn trọng đội bóng cũ và việc khiêu khích trên sân Stamford Bridge là không cần thiết. Trong khi đó, một số người hâm mộ trung lập lại cho rằng Havertz bị chỉ trích rất nhiều khi còn thi đấu cho Chelsea, nên việc anh ăn mừng khi ghi bàn là điều dễ hiểu. Havertz khẳng định hành động ăn mừng của anh chỉ là một pha ăn mừng độc đáo và không có ý nghĩa khiêu khích Chelsea.